Mẹ! 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 Sao mẹ không nói trước mà đã đến rồi? Con giải thích cho mẹ nghe nhé. Trước kia cô đã quyết định đến nhà bạn chuẩn bị cho việc chiêu mộ, nhưng bên đó chật quá, thế nên cô quyết định sống chung ở đây. Đừng làm mầm lên. Mau ngồi xuống đi. Vâng. Thuê chung. Thì các bạn khác ở đâu? Tối họ mới về, chỉ có tôi ở đây. Đã sống ở đây bao lâu rồi? Một tuần mà thôi, khoảng một tháng. Hình như vậy. Lúc đầu quen biết như thế nào? Bằng cách tìm trên mạng, quen nhau qua môi giới nhà ở. Bi kịch rồi. Mau dùng đạo thuật để xóa bỏ ký ức đi. Lần trước tôi đã nói là không được dùng đạo thuật mà. Mau lên, mau lên. Mau lên. Nghe nói là có thể đạo thuật sẽ không có tác dụng với những người có ý chí kiên cường, tâm trí vững vàng. Con gái, con biết mẹ không thích người nói dối nhỉ? Vâng, kể từ bây giờ con còn nói dối nữa thì chuyện này sẽ rắc rối đó. Đang sống chung à? Không phải. Đó là gì nhỉ? Để tôi giải thích cho. Đúng là cô ấy đang sống trong nhà của tôi, chứ không hề xảy ra chuyện cô đang lo lắng. Sau này cũng sẽ không xảy ra. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.